Ô tô Cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2021. Ô tô Cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em nên tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Có nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Trước đầu tiên là chiếc Toyota Corolla tiết sản xuất 2004, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.8 máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 212 triệu đồng. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá nay chỉ còn 202 triệu đồng các nhá. 212 triệu đồng, nay giảm ngay 10 triệu, nay chỉ còn 202 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla tiết sản xuất 2004 các bác nhá. Phiên bản là số sàn, máy 1.8 máy xăng. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, màn hình Android các bác nhá, xe đẹp xuất sắc luôn. Trang bị la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Với giá tiền là 202 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Corolla tiết sản xuất 2004. Máy chất gầm chắc cô số ngọt, máy số ngon, sơn xi màu đen, bản sedan hai đầu. Và tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Audi, Audi A6. Audi A6 sản xuất 2006, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2009 các bạn nhé. Phiên bản là số tự động, máy 2.4 máy xăng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng, nay chỉ còn 228 triệu đồng con này. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức đâu nhá. Một mẫu xe tiền tỷ bây giờ giá tiền chỉ có 338 triệu đồng. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá, giảm ngay 10 triệu, nay chỉ còn 328 triệu đồng con nhá. 328 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Audi tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Vinagate sản xuất 2008, bản đủ, tên tư nhân, biển Hà Tĩnh. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 136 triệu đồng cho một mẫu xe Vinagate, một mẫu xe tập đi tập lái, một mẫu xe tránh mưa tránh nắng, tránh Covid các bạn nhá. Đấy, bản hatchback một đầu sơn xi màu vàng các bạn này. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc, tôn vỏ rất là dày. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 nhá. Sơn xi màu bạc, tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu, không taxi, không hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning tư nhân, một chủ sử dụng từ mới thôi nhá. Bao test hãng, bao zin cả xe, test các kiểu con đà điểu. Sơn xi của nó màu bạc, nó đồng sơn zin của nó còn khá là nhiều các bác nhá. Với giá tiền là 238 triệu đồng, nay chỉ còn 228 triệu đồng các bác này. Bên cạnh đây là một mẫu xe Vinagate sản xuất 2009 các bác nhá. Phiên bản là số sàn, máy 1.1 máy xăng, mang tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bác nhá. Đó là Hà Nội Sài Gòn, đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Mang biển kiểm soát ra 30U này, 0733 có nhá, tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu, với giá tiền 179 triệu đồng, nay chỉ còn 169 triệu đồng có nhá. 169 triệu đồng, con đã sở hữu mẫu xe Vinagate hàng nhập khẩu. Và một em Mini Cooper sản xuất 2005, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2007 có nhá. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, một mẫu xe đăng ký là 4 chỗ ngồi các bác nhá. Một mẫu xe Mini Cooper, xe của danh hài Mitsubishi các bác nhá. Với giá tiền 305 triệu đồng, nay chỉ còn 295 triệu đồng các bác này. 295 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Mini Cooper hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe lướt, một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2018. Phiên bản này là phiên bản là số sàn, máy của nó 1.25. Hàng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Với giá tiền là trước đây bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, nay chỉ còn 235 triệu đồng con này.
235 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Mazda 3S sản xuất 2009, phiên bản số tự động, hàng nhập khẩu nguyên chức từ Đài Loan. Hiện tại trước đài bên em đang chào bán với giá là 322 triệu đồng, nay chỉ còn 322 triệu đồng các bác nhá. 322 nay chỉ còn 312 triệu đồng con này. 312 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Mazda 3S bản full con nhá, cửa sổ trời, số tự động, máy của nó 2.0, máy xăng sơn xi màu trắng ngọc trên lan đang đứng quý Kia bên này. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2014 con nhá, 2014. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.25, máy xăng. Với giá tiền trước đây bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng, 185 triệu đồng, nay chỉ còn 175 triệu đồng con nhá. Một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng tránh Covid, đó là một mẫu xe Kia Morning tiết kiệm nguyên liệu, sang ngang tư gửi con nhá. La ra cũng của máy sơn xi màu vàng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Vinagate sản xuất 2010 các bác nhá. Phiên bản là số sàn, máy 1.1, máy xăng. Hiện tại trước đây bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng, 168 triệu đồng. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá, giảm ngay 10 triệu, nay chỉ còn 158 triệu đồng con này. 158 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Vinagate bản đủ con nhá. Bản đủ hai đèn trần vô lăng gật gù con này, sơn xi màu đỏ. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2018 con nhá, 2018. Sơn xi màu trắng ngọc trinh, la răng đúc bốn bánh. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, nay chỉ còn 235 triệu đồng con này. 235 triệu đồng các bác đang sở hữu một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu của Hàn Quốc các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Vios sản xuất 2016 con nhá, 2016. Sơn xi màu bạc, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Đây là một mẫu xe gia đình, không bác sĩ, không con này. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 310 triệu đồng, nay chỉ còn 300 triệu đồng con nhá. 300 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá mang biển kiểm soát 15A các bác nhá, biển Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Toyota này, Toyota Vios sản xuất 2014, con này là bản E số sàn các bác nhá, bản E. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng, nay chỉ còn 315 triệu đồng các bác nhá. Form mới này, đấy, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Con này là bản E xịn, sơn xi màu đen, mang biển kiểm soát Hải Phòng các bác nhá, tên tư nhân biển Hải Phòng. Với giá tiền là 315 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Accent này. Hyundai Accent sản xuất 2012 các bác nhá, 2012. Phiên bản này là phiên bản là số tự động các bác nhá, số tự động, máy của nó 1.4, hàng nhập khẩu nguyên chức Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng, nay chỉ còn 348 triệu đồng con này. 348 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo sản xuất 2016 các bác nhá, 2016. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng. Trước này bên em đã rút hồ sơ về tên em rồi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên thì trong một lốt nhà các bác này. Với giá tiền là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Aveo. Con này là biển Sài Gòn các bác nhá, biển Sài Gòn, bác là Sài Gòn Hà Nội. Đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển con này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Accent. Hyundai Accent sản xuất 2015 các bác nhá. 2015. Phiên bản là số sàn, máy 1.4, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc, mang biển kiểm soát Hải Dương. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng, 358 triệu đồng. Sơn xi màu trắng ngọc trinh thôi nha, trắng hơn cả ngọc trinh thôi nha. Đấy, với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 358, nay chỉ còn 348 triệu đồng thôi nha. Đấy, một mẫu xe Hyundai Accent, cam kết các bạn là xe zin cả xe, bao test hãng các kiểu con nào điểu thôi nha. Và bên cạnh đây là một mẫu xe i10 sản xuất 2014, phiên bản là số sàn, máy 1.0, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Đấy, con này là bản đủ, tên tư nhân biển Hải Phòng, sơn xi màu trắng, naron đúc, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cột xòe nguyên bản theo xe. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng, nay chỉ còn 215 triệu đồng các bác nhá.
215 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Grand i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai i30 CVK sản xuất 2009 các bác nhá, 2009. Phiên bản là số tự động máy 1.6 máy xăng mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Với giá tiền là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai i30 CVK hàng nhập khẩu nguyên trước toàn quốc các bác nhá. Sơn xi màu đỏ, túi khí ABS đầy đủ. Tư nhân chính chủ mà biển Quảng Ninh các bác này. Đây là một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đấy, máy chất gầm chắc, côn số ngọt, máy số ngon. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất 2009 các bác nhá. 2009. Phiên bản là số tự động các bác nhá, số tự động máy của nó 1.2 máy xăng. Với giá tiền 235 triệu đồng. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá lại chỉ còn 225 triệu đồng con này. 225 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Gentra hàng nhập khẩu Gentra X các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Getz sản xuất 2010 bản đổ vô lăng gật gù túi khí ABS. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng, nay chỉ còn 162 triệu đồng con này. 162 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2010. Phiên bản là số tự động các bác nhá, số tự động máy của nó 1.0 máy xăng hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa vượt đỏ 15A00783. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng, nay chỉ còn 215 triệu đồng các bác này. 215 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Santarec sản xuất 2005, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2007, số sàn máy dầu. Với giá tiền là 145 triệu đồng các bác nhá, 145 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015. Đấy, số tự động máy 1.0 máy xăng mang biển kiểm soát Hòa Bình. Đấy, tư nhân chính chủ một chủ sử dụng từ đầu. Với giá tiền là 325 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá, sơn xi màu bạc các bác này. Và tiếp tục đây là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quý đá. Với giá tiền 189 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá lay giảm 10 triệu lay chỉ còn 179 triệu đồng con này. 179 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios sơn xi màu trắng ngọc trinh la răng đúc bốn bánh này các bác nhá. Đấy, với giá tiền là 179 triệu đồng con nhá. Các bác đã sở hữu một mẫu xe bản sedan hai đầu, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đầu cuối đá các bác nhá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2011. Phiên bản là số tự động máy 1.4 máy xăng mang biển kiểm soát Hà Nội. Bắt đầu Hà Nội Sài Gòn, đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển con này. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng con nhá. 330 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Hyundai Accent các bác nhá, sơn xi của nó này, màu trắng ngọc trinh các bác nhá. Và tiếp tục đây là một mẫu xe này là mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất 2009, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền là 158 triệu đồng, nay chỉ còn 148 triệu đồng con này. Đấy, một mẫu xe Daihatsu Gentra bản sedan hai đầu, một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Và ba con Daihatsu Lacetti CDX sản xuất 2010 các bác nhá, ba cặp song sinh các bác này. Đấy, cặp song sinh ba các bác nhá. Trước này là sản xuất 2010, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Với giá tiền 270 triệu đồng, nay chỉ còn 260 triệu đồng các bác nhá. Tư nhân một chủ sử dụng từ đầu, không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền 270 triệu đồng, nay chỉ còn 260 triệu đồng các bác này. Một đôi này là 255 triệu đồng, cũng đồng giá là 255 triệu đồng một chiếc, sản xuất 2010 cả các bác nhá. Một con màu đen này, một con màu ghi đá này. Đấy, một con mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 255 triệu đồng, một con cũng mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 255 triệu đồng con nhá. Đấy, riêng của con biển kiểm soát Hà Nội đấy trội lên là 260 triệu đồng con nhá, nay chỉ còn 245 triệu đồng con này. 245 triệu đồng một mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX. Và tiếp tục đây là một mẫu xe này là mẫu xe
Daewoo Gencha sản xuất 2008 các nhá. Phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 140 triệu đồng, nay chỉ còn 130 triệu đồng con này. 130 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2008, một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, tránh Covid các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN. Hyundai ASEAN sản xuất 2010, form mới nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc số sàn. Đây là một mẫu xe không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng con này. 195 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Venue. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN sản xuất 2013 các nhá. 2013, phiên bản này là phiên bản số sàn, máy của nó 1.4 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước, bản Blue, bản đổ, túi khí ABS đầy đủ. Với giá tiền 319 triệu đồng, nay chỉ còn 309 triệu đồng các bác nhá. 309 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai ASEAN các bác nhá. Sơn xi của nó màu đen này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Innova các bác nhá. Toyota Innova sản xuất 2000 con này là sản xuất 2008 các bác nhá, với giá tiền 268 triệu đồng, nay chỉ còn 258 triệu đồng các bác này. 258 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa các bác nhá. Và dưới đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe các bác này. Hyundai Santa Fe sản xuất 2003, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc, máy dầu các bác nhá, máy dầu số tự động, mang biển kiểm soát Hà Nội. Với giá tiền là 239 triệu đồng, nay chỉ còn 229 triệu đồng các bác nhá. 229 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Santa Fe các bác nhá. Sơn xi của nó màu đen này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Kia. Kia Carrera sản xuất 2009 các bác nhá, 2009. Phiên bản này là phiên bản số tự động, máy của nó 2.0 máy xăng. Đây là một mẫu xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ, 292 triệu đồng. Nay chỉ còn 282 triệu đồng các bác nhá. 282 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe này là mẫu xe Kia Carrera các bác nhá, Kia Carrera. Innova còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, rất là nhiều Innova luôn. Thì em chỉ báo qua thôi các bác nhá. Và Toyota Innova sản xuất 2014 các bác này. 2014. Phiên bản số sàn, máy của nó là 2.0 máy xăng. Với giá tiền là 389 triệu đồng các bác nhá. 389 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá phá không hỏng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2017, form 16 nhá, 2016. Với giá tiền 298 triệu đồng các bác này. 298 triệu đồng, nay chỉ còn 288 triệu đồng các bác nhá. 288 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 sản xuất 2016, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Bản đủ, con này là bản đủ các bác nhá. Tên tư nhân biển Hải Phòng. Sơn xi màu bạc, túi khí ABS đầy đủ. Và đây là một mẫu xe Kia Carrera. Kia Carrera sản xuất 2007, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2008. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc. Với giá tiền là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng, vậy nay chỉ còn 225 triệu đồng các nhá. 225 triệu đồng cho một mẫu xe này là mẫu xe Kia Carrera. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này là mẫu xe Mitsubishi Jolly, bản đủ, đèn cột lốp treo turbo Massac, mang biển kiểm soát hai củ lạc. Với giá tiền trước này là 138 triệu đồng. 138 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Jolly, đăng ký 7 chỗ ngồi các bác nhá, rất là rộng rãi luôn, gầm cao, máy thoáng, máy chất gầm chắc. 138 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Mitsubishi Zinger sản xuất 2009 các bác nhá. 2009. Phiên bản là số sàn, máy 2.4 máy xăng, keo chỉ zin, máy số zin, mang biển kiểm soát Nghệ An. Với giá tiền 255 triệu đồng, nay chỉ còn 245 triệu đồng các bác này. 245 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi Zinger, đăng ký 8 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá, gầm cao, máy thoáng, máy chất gầm chắc, cô chú ngọt, máy số zin. Và tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Lào Cai 24A, đó là một mẫu xe Kia Carrera. Kia Carrera sản xuất 2012, phiên bản số tự động các bác nhá, số tự động, máy của nó 2.0 máy xăng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 318 triệu đồng. 318 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carrera sản xuất 2012, số tự động các bác nhá.
Và tiếp theo đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, đó là một mẫu xe Jolly sản xuất 2003, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 98 triệu đồng, nay chỉ còn 88 triệu đồng các bạn này, 98 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Jolly các bạn nhá. Đấy, Jolly sản xuất 2003, nay chỉ còn 88 triệu đồng các bạn nhá. Và tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016 có nhá, 2016. Phiên bản là số sàn máy 1.2 máy xăng, mang biển kiểm soát 14A biển Quảng Ninh. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng các bác nhá. 252 triệu đồng, nay chỉ còn 242 triệu đồng các bác này. 242 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 bản sedan hai đầu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Và phía dưới đây cũng là một mẫu xe i10 các bác này. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016 các bác nhá. 2016 số sàn máy 1.2 mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Con này là 262 triệu đồng. Giảm ngay 10 triệu, nay chỉ còn 252 triệu đồng các bác này. 252 triệu đồng, con đã sở hữu một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn các bác nhá. Sơn xi màu bạc Lanrook các bác nhá. Lanrook bản sedan hai đầu máy 1.2. Giá tiền là 262 triệu đồng, nay chỉ còn 252 triệu đồng các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Mitsubishi Astra sản xuất 2017. 2017 sơn xi màu đỏ, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cục xà nguyên bản theo xe. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng, nay chỉ còn 345 triệu đồng các bác nhá, mang biển kiểm soát Sơn La này. 345 triệu đồng cho một mẫu xe số tự động tư nhân chính chủ biển Sơn La, không taxi, không dịch vụ. Và bên cạnh đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 34A biển Hải Dương, với giá tiền là 128 triệu đồng cho một mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất 2008 các bác nhá. Một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, với giá tiền là 128 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất 2008. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Jeep. Kia Jeep sản xuất 2002, phiên bản là số sàn máy dầu 2 cầu, với giá tiền là 155 triệu đồng. 155 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Jeep đăng ký 2 chỗ ngồi, một mẫu xe tải van các bác nhá. Với giá tiền 155, nay chỉ còn 145 triệu đồng các bác này. Sơn xi của nó này sạch sẽ đẹp đẽ, gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc, côn số ngọt các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2005 các bác nhá, 2005. Phiên bản là số sàn máy của nó 1.5 máy xăng, một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng tránh Covid. Với giá tiền 128 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios. Tiếp theo đây là một mẫu xe Trend Velar Cruise. Trend Velar Cruise sản xuất 2010. Phiên bản là số tự động máy 1.8 máy xăng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 175 triệu đồng, nay chỉ còn 165 triệu đồng các bác nhá. 165 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Velar Cruise thương hiệu của nước Mỹ. Form dáng rất là đẹp các bác nhá. Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2017 này, form mới này. Với giá tiền là 362 triệu đồng. 362 triệu đồng, nay chỉ còn 352 triệu đồng các bác nhá. 352 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2017, form mới bản đổ máy 1.2 các bác nhá, số tự động. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Honda Civic. Honda Civic sản xuất 2008, phiên bản là số tự động máy 1.8 máy xăng, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. 268 triệu đồng, vậy nay chỉ còn 258 triệu đồng các bác nhá. 258 triệu đồng cho một mẫu xe Honda Civic. Ai mua xe rẻ, xe đẹp, chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2004 bản G các nhá, bản G bản đủ, số sàn máy của nó 1.5, mang tên tư nhân biển Hải Phòng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là
148 triệu đồng. Vậy lại chỉ còn 138 triệu đồng con này. 138 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota với một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá khá không hảo con nhá. Bên cạnh đây lại là một mẫu xe Toyota Vios này. Toyota Vios sản xuất 2011, con này là bản G số tự động con nhá. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, sơn xi màu vàng cát. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Nay chỉ còn 305 triệu đồng các bạn này. 305 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá các bạn nhá. Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bạn nhá, không hay ở vặt. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia K3. Kia K3 sản xuất 2014, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015, phiên bản là số sàn máy 1.6 máy xăng, với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 379 triệu đồng. 379 triệu đồng nay chỉ còn 369 triệu đồng các bạn nhé. 369 triệu đồng cho một mẫu xe Kia K3 sơn xi màu trắng ngọc trinh, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cột xe nguyên bản theo xe. Tiếp theo đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2010, phiên bản là số sàn máy 1.5 máy xăng, với giá tiền là 195 triệu đồng. 195 triệu đồng hôm nay giảm ngay 10 triệu một, còn 185 triệu đồng các bạn nhá. 185 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2010. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Wingo sản xuất 2018 các bạn nhá, 2018. Phiên bản là số sàn máy 1.2 máy xăng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng, nay chỉ còn 275 triệu đồng các bạn này. 275 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Wingo sản xuất 2018 các bạn nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng, đó là một mẫu xe Daewoo Lachatti. Daewoo Lachatti sản xuất 2008, phiên bản là số sàn máy 1.6 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 148 triệu đồng các bạn nhá. 148 triệu đồng, nay chỉ còn 138 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti bản sedan hai đầu Laredo 4 bánh các bạn này. Và đây là một mẫu xe Mazda 2S. Mazda 2S sản xuất 2014, phiên bản là số tự động các bạn, số tự động máy 1.5 máy xăng, với giá tiền là 338 triệu đồng. 338 triệu đồng, nay chỉ còn 328 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda 2S. Tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh, một mẫu xe không taxi, không dịch vụ các bạn nhé. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota, Toyota Corolla Atit sản xuất 2008, form của nó 2009. Đây là một mẫu xe tư nhân một chủ sử dụng từ đầu, với giá tiền là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng, vậy nay chỉ còn 335 triệu đồng các bạn nhé. Đây là một mẫu xe số tự động, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu các bạn nhé, không taxi, không dịch vụ. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Corolla Atit sản xuất 2008, phiên bản là số sàn máy của nó là 1.8 máy xăng. Đây là một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Quảng Nam, con này làm khá lâu các bạn nhá, làm khá lâu rồi. Đấy, con này giá nào cũng bán nhá các bạn nhá, cắt lỗ luôn, giá nào cũng bán. Toyota Vios thì hôm nay em đã nhận cọc của bác Sài Gòn các bạn này, đang rút hồ sơ và tên cho bác các nhá. I10 em nhận cọc của bác Hải Phòng này. Đấy. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Kia Forte. Kia Forte sản xuất 2009, số tự động máy 1.6 máy xăng, với giá tiền trước này là 309, nay chỉ còn 299 con này. 299 triệu đồng con đã sở hữu một mẫu xe Kia Forte hàng nhập khẩu con nhá. Và đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Daewoo Gentra. Daewoo Gentra sản xuất 2009, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2010, phiên bản là số tự động máy 1.2 máy xăng, với giá tiền là 235. Đấy, 235 thì bên em đang có khuyến mại giảm giá 10 triệu, chứ còn 225 triệu đồng có nha, 225 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Toyota này, Toyota Vios sản xuất 2009, bản E số sàn máy 1.5 máy xăng, mang biển kiểm soát Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ 15A 53054, với giá tiền 215 triệu đồng. 215 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá các bạn nhá, thương hiệu Nhật Bản.
Daiugencha, Daiugencha sản xuất 2010. Sơn xi màu đen Naranuk 4 bánh với giá tiền 155 triệu đồng. 155 triệu đồng, vậy là chỉ còn 145 triệu đồng các bác nhé. 145 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daiugencha, xe đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé, xe đẹp tuyệt vời luôn. Sản xuất 2010, một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, màn hình cam lùi mà đầy đủ luôn các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể những tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị thì anh cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.